nói gì trước trận đội tuyển nữ Việt Nam gặp đội Mỹ mạnh nhất thế giới. Tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung khẳng định tinh thần, ý chí, sự nỗ lực của người phụ nữ Việt Nam sẽ được toàn đội thể hiện trước đương kim vô địch thế giới Mỹ. Chia sẻ trước buổi tập cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam trước trận gặp đội nữ Mỹ diễn ra vào sáng ngày 22 tháng 7 theo giờ Việt Nam, tiền vệ kỳ cựu Nguyễn Thị Tuyết Dung cho biết đây là trận đấu đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup. Đó cũng là một dấu mốc lịch sử. Vì vậy, tôi tin tưởng toàn đội sẽ chơi hết sức mình. Dù cho kết quả thế nào thì tôi hy vọng nỗ lực của toàn đội sẽ đem đến niềm tự hào cho người hâm mộ. Trong những buổi tập đã qua, ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam đã tập trung rèn tình huống cố định, tập trung phòng ngự, chống bóng bổng. Chúng ta sẽ gặp đối thủ rất mạnh nên đội cần tập trung lực lượng phòng ngự và chủ động phản công. Tuyết Dung nói tiếp, đã có những điều không mong muốn xảy ra khi đội có gặp vấn đề sức khỏe hoặc chấn thương từ va chạm ngoài mong muốn. Nhưng ban huấn luyện cùng các bác sĩ đã và đang cố gắng giúp đội tuyển nữ Việt Nam có sức khỏe tốt nhất. Đội sẽ có sự điều chỉnh linh hoạt về nhân sự. Quan trọng là toàn đội đã sẵn sàng. Tôi tin ý chí, nỗ lực, sự đoàn kết và đặc biệt là tinh thần người phụ nữ Việt Nam sẽ được thể hiện trước đội tuyển nữ Mỹ, Tuyết Dung nhấn mạnh. Quyết tâm ấy của Tuyết Dung phần nào được khẳng định trong buổi tập chính thức cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam vào sáng 21 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Bất chấp điều kiện thời tiết bất lợi, mưa liên tục không ngớt và nền nhiệt kéo xuống còn 8 đến 10 độ C, các cô gái của đội tuyển nữ Việt Nam vẫn duy trì ý thức tập luyện chuyên nghiệp và tập trung cao độ. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng vui khi tiền vệ Dương Thị Vân, người đã bị đau sau va chạm cách đây 2 ngày đã có thể quay lại tập luyện với toàn đội tuyển nữ Việt Nam. Vào lúc 8 giờ ngày 22 tháng 7 theo giờ Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Mỹ trên sân Eden Park có sức chứa 50.000 người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Bóng Đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để nhận những tin tức mới nhất nhé các bạn.